công việc gì cứ cần sai gì thì làm cái đó. Lau nhà. Ok. Quét nhà. Ok. Rửa chén. Rửa chén. Rửa chén thì thoảng anh mới phải làm thôi, nhưng okay. anh biết à, ừ. Là rửa là không bể cái nào đúng không? Mẻ thôi. Có bị va chạm á. Ok, có bị va chạm với nhau á. Nấu ăn nhà ai nấu? À, nấu ăn thì tuyệt đối không biết nấu. Rồi giống em không sao cả. Đạo mình cũng về mà, có gì đâu. Có thay tả được cho con không? Lớn thì thay được, lớn thì thay được. Vậy nhỏ là mẹ thầu. Đúng rồi. Nói chung thì cũng ok đó. Sinh nở xong anh chị có kiêng cử gì đâu trong cái vấn đề mà là quan hệ vợ chồng hay không? Vợ anh sinh á. Ừ. Và mẹ anh á. Ừ. Vào. Ai làm gì làm, nhưng qua 3 tháng 10 ngày thì mới cho nó qua ngủ chung với nhau nhá. Mới cho nó qua ngủ chung với nhau nhá. Hình như là có cái kiêng cữ hay là đúng rồi, có cái có, gì có. Đó người phụ nữ cần một khoảng thời gian nhất định để có thể phục hồi lại dù cơ thể vì là tất cả mọi thứ đó, mà quan trọng hơn hết đó chính là tinh thần nữa. Rồi bây giờ sẽ tới một cái phần mà là đa số nha, các ông chồng khi mà ngồi ở đây ngại nói lắm, là vợ tôi vô số tội. Cái gì mà là anh cảm thấy là cá tính nè, suy nghĩ nè, mà là cần thiết phải thay đổi để cho cuộc sống giữa hai vợ chồng nó không có nhiều hiềm khích đâu? Nói thật nha. Thì nói thật đi, giờ anh mà không nói thật là em cũng không hỏi khán giả cái này. À, kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Các ông bố nói gì. Xin kính chúc quý vị khán giả sẽ có một chương trình đem lại nhiều bổ ích và nhiều niềm vui cho quý vị. Vui. Khi mà biết tin vợ mình mang thai á, cảm xúc quanh như thế nào giữa hai lần, lần một và lần hai á? Khi mà cái lần đầu á, nắm tay lại gọi ghê, nắm tay lại gọi ghê, thấy không? Cái cảm xúc nó khác với cả cái lần thứ hai. Cái trải nghiệm đầu tiên ấy, bỡ bao ngỡ. Giờ nó cũng rất là bỡ ngỡ, và nó lúc đấy thì vợ mình khóc. À, khóc bởi vì là thứ nhất là cũng mong muốn có con. Thứ hai là cái người phụ nữ lúc đó thì họ có nhiều cái cảm xúc lẫn lộn lắm. Nhiều lắm. Trong lúc Hoàng Anh mà nhận được biết cái tin đó thì mừng là một phần thôi. Nhưng mà lúc ấy mình cũng sẽ nghĩ là thế bây giờ mình có con thì mình phải như thế nào, mình tính trong đầu. Nhưng mà tất nhiên vượt lên trên tất cả những cái đó thì là một cái cảm xúc rất là hạnh phúc. Và mình lúc đó mình nhớ là chắc là sẽ không bao giờ khó tả ra lắm. Không bao giờ mà quên được cái cảm xúc ở đâu đúng không? Vậy thì trong cái quá trình mà là vợ anh mang thai á, thì chị có khó khăn trong cái vấn đề đi lại hay là về sức khỏe gì không ạ? Hai đứa hoàn toàn khác nhau nha. Dạ. Yeah. Cái đứa thứ nhất thì, tại vì vợ anh là tham gia ban nhạc. Dạ. Yeah. Thì cái đứa thứ nhất khi mà biết tin rồi thì mình mới nói là thôi, nếu mà tham gia ban nhạc thì cũng phải đi hát rồi đi nhảy các thứ thì nó ảnh hưởng. Thì những cái show có thể gạt ra được thì vẫn cố gắng không nhận. Đến khi mà bắt đầu nó bụng tầm, nó tầm tháng thứ năm thứ sáu năm ấy, thì mới ngưng. Cũng không bị ốm nghén hay là cũng không bị cảm thấy như là sức khỏe vẫn còn nhiều nên là vẫn đi làm được. Còn đứa thứ hai thì khi mà biết một cái là nghén là ăn uống cũng khó khăn. Nó hai đứa nó khác hoàn toàn nhau. Đụng tí là mệt, đụng tí là chết. Tức là đã thấy vào trong toilet rồi. Cái đứa thứ hai ấy, mình mới cảm giác là người phụ nữ mang thai nó cái giai đoạn nó vất vả như thế. Về cái vấn đề mà là sinh nở của chị, là chị sinh thường hay sinh mẫu ạ? Vợ mình thì sinh thường. Cảm giác của anh khi mà là lần đầu tiên anh chạm mặt con của mình? Thật ra là khi mà đẻ á, thì lên cái phòng mà phòng chờ á. Dạ. Thì anh có được đi vào đó để mà xem cái quá trình đâu? Mình không có đủ gọi là can đảm để mà chứng kiến cái điều đấy. Bác sĩ cũng khuyên là thôi, tốt nhất là, tại vì bác sĩ cũng là quen, mình có vào. Bởi nhất
Sẽ không có sự tập trung, sẽ dễ mít ướt. Thứ hai là thôi tốt nhất ở dưới ngoài chờ đi. Bác sĩ tự nhiên cái đứng đó cái bị vừa mới thấy ra xong cái tái mặt xỉu đùng, rồi tự nhiên thành cấp cứu ổng luôn. Nhưng mà lúc mà đọc tên là lên vợ đã sinh rồi, bé bao nhiêu cân, bao nhiêu như nào thì mình phi lên, mình phi lên ngay vào phòng thứ nhất, nhìn quanh không thấy vợ mình đâu cả, chắc đoán phòng bên cạnh, phi sang nhìn một vòng không thấy đâu, nhìn một vòng không thấy đâu. Thế bảo em lên đây gặp vợ mà sao không thấy ai cả. Tự nhiên xong vừa mới đẻ xong đi đâu vậy trời. Thì mình mới ra gặp cô Hồ Sinh. Hồ Sinh. Cô mới bảo là vợ em gì? Đang nằm ở trong kia kìa. Mà mình nó không hiểu tại sao mà cô lại biết luôn. Đợi tí nữa ra. Thì mình ngồi ngoài chỗ hành lang để trước đến phòng chờ để, thì thấy lúc sau vợ nằm trên cái cáng đưa ra. Thì bình thường con nhà người khác là bao giờ ra cũng khóc oe oe đúng không? Mình ra nhìn thấy vợ mình nằm đó, con này bắt đầu đi tìm bú, con này bắt đầu đi tìm bú. Nó không có khóc, nó không có khóc. Thì mình vừa nhìn nó mình vừa buồn cười mà nhìn nó thấy một cái gì đó nó giống mình á, nó giống mình. Nhìn nó đã lắm. Nhưng mà không dám có bế. Có dám không? Chưa phải không? Chưa phải không? Không, chưa không, không dám bế. Sợ đau. Thứ nhất sợ đau đó, thứ hai là nghĩ là mình không đủ khéo léo sợ là đụng đó. Vô sợ cái này cái nọ đồ mà nó có nhiều lúc á em cũng hơi bị vô tư á. Ủa giờ cầm lên vậy lỡ xúc thì sao? Nó xúc cái gì ra thì sao? Nói chung là cái lần đầu bế rón rén lắm. Nhẹ mà cứ ôm từng tấc giống như kiểu mình ôm một cái gì đó. Đừng có giỡn nha. Phải có con mình qua những trải nghiệm đó, mình nhìn thấy nó được sinh ra rồi nhìn hàng ngày nhìn thấy nó, mình mới hiểu cái cảm giác là ngày xưa thứ nhất là ba mẹ mình thế nào, thứ hai là mình cái hiểu cái sự thiêng liêng của cái tình cha con nó ra làm sao. Vậy thì là trong cái quá trình mà là chăm sóc vợ và con mới sinh á, thì là anh có phụ vợ hay là gia đình mình có là bên ông bà đó là có phụ giúp gì hay không, hay là một tay anh thầu hết? Nhà mình có bà ngoại thỉnh thoảng qua giúp. Có vợ nên là mình ở nhà sẽ là chân sai vặt. Cần gì thì ới thì... Đâu gì đâu, em cũng vậy mà. Hiển đúng nghĩa cu li cao cấp luôn. Làm quá giờ làm mà không được tiền lương. Cũng trả từ công việc gì cứ cần sai thì làm cái đó. Lau nhà. Ok. Quét nhà. Ok. Rửa chén. Rửa chén thì toàn anh mới phải làm thôi. Nhưng ok anh biết. Là rửa là không bể cái nào đúng không? Mẻ thôi. Có bị va chạm á. Ok, có bị va chạm với nhau á. Nấu ăn nhà ai nấu? Nấu ăn thì tuyệt đối không biết nấu. Rồi giống em không sao cả. Tại ông cũng về mà, có gì đâu. Có thay tả được cho con không? Lớn thì thay được. Vậy nhỏ là mẹ thầu. Đúng rồi. Nói chung thì cũng ok đó. Sinh nở xong anh chị có kiêng cử gì đâu trong cái vấn đề mà là quan hệ vợ chồng hay không? Vợ anh sinh á. Mẹ anh á. Vào ai làm gì làm, nhưng mà qua 3 tháng 10 ngày thì mới cho nó qua ngủ chung với nhau nhá. Hình như là có cái kiêng cữ hay là đúng rồi, có cái có, gì có. Đó người phụ nữ cần một khoảng thời gian nhất định để có thể phục hồi lại dù cơ thể vì là tất cả mọi thứ đó, mà quan trọng hơn hết đó chính là tinh thần nữa. Rồi bây giờ sẽ tới một cái phần mà là đa số nha, các ông chồng khi mà ngồi ở đây ngại nói lắm, là vợ tôi vô số tội. Cái gì mà là anh cảm thấy là cá tính nè, suy nghĩ nè mà là cần thiết phải thay đổi để cho cuộc sống giữa hai vợ chồng nó không có nhiều hiềm khích không? Nói thật nha. Thì nói thật đi, giờ anh mà không nói thật là em cũng không hỏi đâu. Anh chả thấy phiền hà vì điều gì cả. Ôi trời tuyệt vời. Thật.
Tại vì như này, anh nghĩ là có thể đấy là quan điểm thôi. Anh không có ép buộc hay là bắt bất cứ một cái gì cả. Vợ anh thì mọi cái cũng đều cố gắng lo chăm lo cho gia đình cả, nên cũng chả thấy có gì là phiền. Chỉ có cái là cái này thì anh cảm thấy nó nên thay đổi. Thức khuya. Thức đêm. Trời ơi, tôi nói đúng rồi. Facebook. Nên thay đổi, bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là đây là một thói quen không tốt. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái đó nó bị hết luôn. Gia đình này bị hết luôn, việc dính hết luôn. Vậy thôi chứ còn thì mọi cái nó như một phần cái vấn đề mà thức khuya với lại Facebook là thói quen của những đúng rồi. Có thể là tất cả của tất cả những bà mẹ bỉm sữa thì phải. Tại đơn giản điều chứ có bầu nằm ở nhà không biết làm gì hết trơn á thì phải bấm điện thoại đi ra đi vô đi bấm coi, điện thoại thôi chứ sao coi hoài, với cả có thể là cũng có lúc đêm khó ngủ trằn trọc bầu thỉnh thoảng đang nằm đập đúng không, nên có thể là cái giấc ngủ cũng không mà thực ra thì cái việc đó thì em thấy nó cũng bình thường. Mà phụ nữ khi mà làm lại tiện á, biết sao không? Đâu cần thiết là phải mua cây chống hay là gì đâu. Muốn coi gì á? Kịch rồi, đâm thẳng vậy luôn. Để chiếu thẳng lên mặt coi, sướng dễ sợ ha. Bởi vậy là không thể nào mà là trách các chị được. Không đi đâu được mà giờ cũng không cho ta coi gì. Bây giờ nhà cắt mạng, cắt wifi nữa chứ biết làm gì luôn. Chắc chết luôn á thiệt. Anh cảm nhận thấy là mình này không đúng nè, mình này hơi bị thiệt thòi cho vợ nè. Anh có cần phải thay đổi cái gì hay không? Cho anh hỏi, anh đặt lại câu hỏi được không? Dạ được. Sau khi mà có vợ, có con thì anh thay đổi như thế nào? Ok, đã được. Có gia đình nha. Dạ, có cần là có gia đình nè. Và có con nhá. Ừ. Nó lại là hai cái, nó lại khác nhau, lại còn hai cái mốc nữa. Bây giờ là đúng có không? Gia đình trước đi. Có gia đình thì những cái có gia đình thì tới cái lúc mà là có con là chắc đã sửa rồi, nhưng mà là em vẫn muốn nghe. Nó sửa nhưng mà nó không có triệt để ha. Thì ví dụ như ngày trước thì anh thì ăn nhậu suốt, bạn bè hú cái là đi. Hơi bị phải gọi là ghen tị á. Rồi vậy. Nè, ăn nhậu suốt mà coi đi. Rồi. Ăn nhậu sương sương mà anh coi nè. Mình nói là ăn nhậu có dám nói ăn nhậu có khoa học nè. Có khoa học. Mình lắm. Thuốc lá có. Rượu bia đàn ông có. Rồi, được rồi. Có đúng rồi. Hay đi chơi la cả các thứ có. Sau khi mà lấy vợ thì cũng bỏ chút chút nhưng mà thỉnh thoảng thì vẫn bỏ luôn không được anh ơi. Từ rồi. Từ sau khi mà sinh con thì điều đầu tiên là không hút thuốc lá nữa. Đúng. Tại sao? Cái hôm mà ở trong bệnh viện á, xuống vẫn hút thuốc bình thường, vẫn thích. Ôi thích quá. Vẫn đến lúc mà bắt đầu vợ mình đưa con về vào phòng hút điếu thuốc vào, bắt đầu nghĩ à thấy hôi hôi à, mình mà hút này xong rồi phào cái này nó cũng hút giống mình từ bé này thì thôi không được rồi. Hỏng. Ảnh hưởng nó thôi bỏ. Đúng từ hôm đó đến bây giờ không hút một điếu nào luôn. Wow. Hay quá vậy anh, có động lực thấy chưa, nó là một cái động lực rất lớn. Nhậu nhẹt thì cũng có thể là bạn bè nhiều người biết là mình cũng có con nhỏ nên là cũng bớt hạn chế rủ rê rủ rê. Thứ hai là mình cũng tự cảm thấy là cái gì nó thật sự cần thiết, anh em lâu ngày gặp bữa mỗi lần về cũng phiền thật, mùi rượu bia rồi các thứ, nhìn nó lớn lên từng ngày, nó chơi nó chạy nó nói chuyện nó lăn nó lật đá lắm. Chắc các anh em có con đều vậy thôi, thích ở nhà chơi với con đó. Khỏi nói luôn, đây em rất thích ở nhà, cho em ở nhà thì em ở nhà được. Bây giờ sẽ là một món quà, chính xác là một món quà mà chương trình muốn gửi tặng cho anh. Đây là lá thư từ vợ anh à. Chị đã gửi cho chương trình của tụi em tâm sự về anh, những cái gì mà nó xấu nhất á em thấy nó đều có trong đây. Ok. Anh có thoải mái khi mà lắng nghe những điều này hay không? Nếu mà anh không thoải mái em không đọc. Tất nhiên, anh nghe chứ. Nghe phải không? Nghe chứ. Đúng rồi, nghe để mình thay đổi. Chồng ơi, em đây là chỉ nói chứ không phải là em nói đâu nha. Em đang cố gắng diễn tình cảm thôi. Em muốn nói cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã luôn yêu thương chiều chuộng em, thông cảm và nhẹ nhàng với em. Em từng có suy nghĩ hôn nhân sẽ làm thay đổi đứa con gái vô tư vô lo như em thành người phụ nữ của gia đình với nhiều lo lắng mệt mỏi. Nhưng đến hiện tại thì em vẫn vậy. Em vẫn ham ngủ, ham ăn và béo đều theo thời gian. Chỉ có anh là thay đổi.
thay đổi rất nhiều. Từ khi có em bé, anh đã bỏ được những thói quen xấu. Anh đã bỏ hút thuốc. Điều mà em nghĩ rằng là anh sẽ không bao giờ bỏ được trước đây. Anh cũng không còn la cà hàng quán nữa. Sau khi công việc kết thúc, anh dành hết thời gian ở nhà với con và với em. Em cảm thấy rất hạnh phúc vì anh đã cố gắng rất nhiều vì mẹ con em. Từ khi có con á, một mình anh đi làm. Anh là trụ cột chính của gia đình. Em biết không thể nào tránh khỏi được những lúc anh mệt mỏi và áp lực. Nhưng mà em vẫn chưa được một lần nghe anh than thở. Anh chưa từng than thở với em bất cứ điều gì cả. Vậy nên em mong là sau này anh có thể tâm sự với em nhiều hơn về công việc, chia sẻ với em nhiều hơn về suy nghĩ của anh, để em có thể hiểu anh nhiều hơn. Thương anh rất nhiều. Cảm ơn. Đây là những lời mà là chị muốn gửi đến cho anh. Anh có muốn gửi lời gì cho chị và các bé không? Điều đầu tiên thì anh phải cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã mang nặng đẻ đau và cố gắng vì gia đình rất nhiều. Anh rất xúc động khi nghe những lời này. Và anh sẽ cố gắng hơn nữa để có một gia đình tốt đẹp hơn. Vì em, vì con à, anh đã thay đổi rất nhiều. Con người của anh trước kia nó khác bây giờ, rất khác. Nhờ có em và con nên anh đã hiểu được thế nào là của gia đình. Và anh cố gắng quý lắm. Cảm ơn em. Sau chương trình ngày hôm nay thì em nghĩ là hai vợ chồng sẽ có rất là nhiều chuyện để tâm sự với nhau, để hiểu nhau nhiều hơn và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc cho chính bản thân chúng ta và điều quan trọng hơn hết là hạnh phúc cho con của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một tí xíu qua cái tiết mục là Thiêu Bố Trổ Tài. Trò chơi này như sau, rất là đơn giản. Trên tay của em có rất là nhiều câu hỏi. Mình sẽ thay phiên nhau trả lời. Ai trả lời được nhiều câu hỏi hơn là thắng. Rồi, bây giờ đầu tiên ai sẽ trả lời? Chấp anh Hoàng Anh trả lời trước. Trả lời okay. Câu hỏi mà chấp à, anh cảm ơn. Né tránh trách nhiệm nói đại đi ông ơi. Câu này khó anh. Trong truyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùng, nàng công chúa xém chết do ăn táo độc của thợ săn, phải không? 10 9 Ăn táo độc thì đúng rồi. 8 Của bác 7, thợ săn thì cũng đúng. Nhưng mà cái quả táo đấy thì của bà phù thủy. Quả táo của bà phù thủy thì đúng. Vậy thì là không đúng. Em hiểu không? À, em hiểu thì hiểu. Thì anh là đúng. Cái quả táo đó là phải từ bà phù thủy. Không, cái quả táo đó là bà phù thủy làm ra. À, thì chết vì quả táo. Bà phù thủy hay là hoàng hậu? Hoàng hậu. Hoàng hậu với bà phù thủy thì bà hoàng hậu với bà phù thủy là bạn bè, bạn fan với nhau. Chị bằng em bằng gì rồi? À, bà hoàng hậu. Bà hoàng hậu. Hoàng hậu đúng không? À, bà hoàng hậu. Bà hoàng hậu là bà đó bán. Chính xác. Không? Nhưng mà trong đó không có bác thợ săn nha. Không. Bà Tuyết cũng không có cho ông bác thợ săn nha. Nè anh trả lời bác thợ săn luôn á.
nhiều không nhiều. Phải tại vì là trong câu hỏi á, là cố tình gài là có phải là bác thợ săn hay không à, đi liệu theo á. Ê, nhân vật này cũng khá là trùng hợp. Lý Thông là anh của Thạch Sanh. Đúng vậy. Ừ, trong truyện của Thạch Sanh, Lý Thông sau khi chết biến thành Thạch Sùng, đúng hay sai? Sai. Tại sao? Câu chuyện Thạch Sanh là Thạch Sanh, còn Thạch Sùng là Thạch Sùng, hai câu chuyện khác nhau cho nên nó sai. Biết câu chuyện Thạch Sùng không? Biết. Câu chuyện Thạch Sùng là cái ông này là ông nghèo, ông đi ăn xin. Ừ. Sau cái ông nghe một người nói là sau này sẽ có lũ thầy lụt. Đồ. Thầy đồ nó sẽ có lũ lụt, sau đó ông mua gạo hết, cái ông bán cho dân giá mắc. À. Sau đó ông có một cái ông kia khác nữa là như là hai ông đại gia tỷ thí vàng với nhau. À. Sau cái ông đại gia thì được cái sành bể, mà cái sành bể cái niêu là ông đập bể, ông thua, ông biết là con Thạch Sùng. À. Còn mình đang hỏi câu chuyện Lý Thông mà. Ừ, nhưng mà nó đây là một giải thích giùm cái. Đây là một cái rất hay nhá, bởi vì là hiểu được nhiều câu chuyện cổ tích là mai mốt kể cho con nghe là đúng cực vậy. Kỳ tuyệt vời đấy. Nguyên một bụng luôn anh. Bụng bự là bởi vì nhiều chuyện. Là nhiều chuyện để kể anh hiểu không? Chứ không phải là bụng bự là bởi vì bia đâu. Hiểu lầm nha. Ừ. Rồi, câu này là phải lên đây. Này hỏi đây. Hãy nói ba chi tiết mà bạn ấn tượng nhất về nhân vật khách mời ngày hôm nay. Đẹp trai. Đúng không? Có con. Ừ, tôi có mượn mà. Cao hơn tụi mình. Yêu thương vợ con. Ôi trời ơi. Cảm ơn em. Được. Ok. Chứ lúc mà vừa đang tìm câu trả lời á, biết cái mặt anh và anh xong. Đúng rồi. Fan kênh quá. Quéo giò liền. Đây anh nha. Nếu được là tác giả truyện Cô Bé Bán Diêm, bạn muốn câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Thật ra cái câu chuyện Cô Bé Bán Diêm thì mình không giấu dốt, mình không có biết sâu sắc về câu chuyện đó. Nên là nói chung là cô bé này khi mà quẹt xong cái là cổ chết á, chết cống á. Chết cống rồi vì có mỗi cái que diêm để mà sưởi ấm thôi. Đúng vậy. Nếu mà là mình mà được quyền thay đổi thì tất nhiên mình không muốn cô bé đấy hay bất kỳ một cô bé nào trên thế giới này có phải chịu cái cảnh đó cả. Chịu giá rét, chịu cực khổ. Bởi vì vậy kết thúc anh muốn là sao? Có một cái kết thúc có hậu, có một người nào đó có thể đến chia sẻ, giúp đỡ cô bé. Lúc đó là anh Hoàng Anh đang chạy show đi ngang qua thấy ô cô bé này có vẻ như là đang rất là cần tình cảm, thôi làm con nuôi của ba nha. Kết thúc có hậu. Bạn hỏi tôi muốn sửa đổi sao? Muốn sao nè? Muốn bé quẹt 300.000 hộp diêm. Tôi chết hả? Thì nó cặt quẹt nó mới lâu, càng lâu nó mới không chết, nó mới sửa ấm được, nó mới không chết. Không chết cái tay đó ông nội. Tự nhiên cái thà bây giờ mua cho người ta cái lò sưởi để mở đi. Tự nhiên mắc gì để đóng diêm quẹt đi con quẹt xong chết luôn. Quẹt thoải mái đi con, lớn nó bùng một cái. Thiệt, tự nhiên đang quẹt không được ấm nhiêu mà tự nhiên sùi bọt mép á. Rồi tiếp theo này là câu hỏi này của anh. Bạn hay hát một bài hát thiếu nhi mà nghĩ rằng con bạn thích nhất. Thôi hát thì không phải sở trường, anh không biết hát rồi. Anh phải hát. Nghe anh đâu không có hát lại được. Hát toàn cái baby sang du 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 gì đó đại loại thế. Nhiều lắm. Còn Bandanamu Ponite. Thấy giống đọc thần chú quá ha. Giờ Bandanamu Amani bắt mê hồng đồ. Trong truyện cô bé hoàng khăn đỏ biết không? Bé đó con thợ săn đó. Con chó sói chết do khăn đỏ phát hiện ra chó sói giả làm bà và báo cho bác thợ săn, đúng không? Đọc lại câu hỏi đi. Trong chuyện cô bé hoàng khăn đỏ, chó sói chết do khăn đỏ phát hiện ra chó sói giả làm bà và báo cho bác thợ săn, đúng hay không? Không, lúc đó là ông bác thợ săn đi ngang qua thấy chó sói đang nuốt bà. Chó sói mới bắn bà luôn. Con bắn bà luôn. Ơi mà bắn ông bà săn mới bắn chó sói luôn. Rồi chó sói bắn bà luôn, ghê em. Chó này ghê á. Bắn chết luôn chó sói rồi mới lấy bà ra. Rồi bé đâu? Bé lúc đó là đi chơi, đang đi lon con trong rừng á. Vậy là bé không quan tâm tới bà luôn. Lúc đó vừa bắn chéo bà ra thì bé mới về. Ok, đáp án của bạn đưa ra là sai. Bởi vì sao? Là bé hoàng khăn đỏ cũng bị chó sói ăn thịt. Ba đời săn phát hiện ra giết chết cho sói, mổ bụng ra lấy hai bà cháu ra. À, tính ra sói này nó cũng bự á. Ghê, bụng này không, mà quan trọng nha, chó sói này toàn nuốt không anh? Nuốt không. Không có nhai nha, nuốt ọt.
hổ rột ra hả bà cháu? Hello. Không phải, con chó sói này già rồi, rụng hết răng rồi, nhai không nổi. Nuốt một cái là trọn luôn. Ghê thật. Đây, câu này là phải để cho anh. Nếu đổi vai trò làm mẹ thay vì làm cha, anh có muốn đổi hay không? Và vì sao? Không. Mình cũng không muốn đổi luôn. Đúng rồi. Bây giờ nè, nếu như được mang thai hộ vợ mình, anh có chịu mang thai hay không? Không luôn. Nếu mà chịu hộ được đau thì sẽ cố gắng chịu. Ok, là cái lúc mà sanh nở á. Ừ. Ok phải không? Còn mang thai thì thôi. Thiên chức của ai thì người đó giữ hả? Ừ. Rồi, rất là cảm ơn những chia sẻ rất là tuyệt vời, cũng như là không kém phần xúc động của khách mời ngày hôm nay.